Hello, chúng mình quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với một dán đường trên của The Valve. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một con Ramus Proxy anh em ha Và kẻ đấu sẽ là kẻ đấu giữa Ramus cùng với Yone anh em nhé. Yone, một chất tướng đánh tay nhiều, à, sắp từ vật lý gặp một con Ramus khu đường trên Nghe là thấy có vẻ hơi khoai khoai Yone rồi đó Cùng xem xem là The Valve sẽ có một án fit to win như thế nào nha Let's go Ok, tiếp tục là The Ball à, Dạo gần đây thì The Ball đang đánh cái giải của streamer Drutus Ở bên uh, Bắc Mỹ À nhầm ở bên châu Âu Thì uh, giải đó thì The Ball cũng có khá là nhiều game đấu đánh đúng cái phong cách này nha các bạn Vào giải đánh đúng phong cách này mà vẫn có thể win à, Thì uh, nếu mà có giáo án nào hay thì mình sẽ chuyển đến các anh em sau Ngày hôm nay sẽ là giáo án đánh rank bình thường thôi Ramos cùng với Yone à, Cho anh em xem lại một chút về ngọc tái tổ hợp để mình phân tích thêm ha Ngọc thì nó sẽ là dư chấn để lấy thêm chống chịu à, Tàn phá bị diệt phá trụ tập trung tuyệt đối lấy thêm à, cái này là cái kiểm soát điều kiện chứ nhầm lấy thêm một tí giáp và kháng phép sau đó thì lấy lan tràn lấy máu giáp tao đánh máy dọn lính có với giày giày miễn phí lấy tiền ha lấy thêm một trang bị đỡ phải bỏ tiền mua máy dọn lính thì để gia tăng thêm sát thương lên những con lính mà các bạn dùng và nó giúp cho cái việc proxy của các bạn dễ hơn cùng với đó nó sẽ là những tình huống reset tân lính nhanh ở những tân lính có xe to chẳng hạn à, cùng vào dự án ha để xem xem là Yone phía bên kia sẽ phải xử lý dạng đi đường như thế nào với con ramus này Và liệu rằng cái khả năng proxy của The Ball nó có thất lợi hay không Bởi vì rõ ràng là nhìn bên phía bên kia là một con ramus đi tốt Cầm tốc hành, có tên là The Ball thì chắc là đối phương cũng biết được là Con ramus này sẽ proxy thôi <laughs> Yo đã mua đồ rồi, đó sẽ là một cái giáp cùng với tái sử dụng. Cái này nó sẽ giúp cho các bạn hướng tới được cái áo tròn gai cực kỳ sớm. Nếu như các bạn uh, khởi đầu như thế này thì sẽ có được cái áo tràng gai để proxy tốt hơn, đam phản từ W cùng với cái áo tràng gai sẽ giúp cho Ramus proxy những đợt lính rất là dễ, và tất nhiên nó vẫn sẽ có được cái khả năng chống chịu rất là tốt khi mà đi đường cùng với một con Yone. Ở cấp độ 1 thì nó bao không di chuyển để proxy à? Di chuyển chung với đồng đội xuống khu cánh dưới một nhịp xem là có cơ hội nào tấn công hay không. Còn tập này lên uh, cánh trên chuẩn bị uh, di chuyển proxy là coi chừng bị đối phương đánh úp nha. Ôi thấy con Big không anh em? Thấy con Big ở cánh trên không? Ờ, uh, cái này là rõ ràng là đối phương bắt bài rồi, lách like đi đâu bây giờ? À, 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 à. Năm men ganh top Trời ơi Đừng vào đi cái đường gì đây Đường quá tà rồi Nếu mà cuộn quy pha vừa rồi Thì may ra là né được Nhưng mà đi đường mà nâng quy cấp 1 Thì cũng hơi khó Đồng ý là fit to win Nhưng mà chết cái mạng vừa rồi là ch Chưa thấy được lợi gì đâu nhá <cười> <cười> Nhưng mà đồng đội có lợi thế ở tầm nhìn khu vực cánh dưới bản đồ và sau đó là một pha đánh úp với tình huống Big Crank lên bản đếm số. Ồ, oh, Thread ăn mạng à, tiếc thế nhở. Nếu mà có carry nó đã ăn mạng được thì ngon. Nói chung là mỗi ngày thì đều bao đều bị fan nào đó, hoặc là anti-fan vào cảm giả về cái lối chơi của mình. Uh, văn tùng làm clip thì uh, mọi người xem cũng nhiều cũng vui nhưng mà cũng có rất nhiều bạn vào uh, nói lối chơi của đội bao nó thế này thế kia nói chung là chúng ta xem enjoy thôi anh em nhé bật W, cố gắng tấn công đối phương để lính lính chuyển sát thương lên người đội bao thì nó phản sát thương lại và giúp cho đội bao có thể sẽ có được cơ độ hai sớm hơn một chút nhưng mà cũng không chắc là sớm hơn yone không đâu nha yone quy trượt rồi đối phương lên hai trước rồi cánh dưới đánh nhau to và đó là những tình huống mà cũng liên tục thuộc về các thành viên bên phía của team Đội bao đồng đội đánh hay thế nhở Đối phương ăn được một mạng trên cung đầu của đối phương không đứng trên sau đó thì xuống cánh dưới chết la liệt rồi. Yone q ba chạy rồi. Thấy một con Ramus đang bật W thì đối phương quyết định q ba chạy là hợp lý thôi. Và tất nhiên là đánh với Ramus thì chả ai muốn đấm nó trong lúc mà nó đang có cái W cả. Nhưng ở level 3 với một cái khiêu khích thì không thể không đánh nó. Nhưng đó là level 3. Còn level 2 thì Yone vẫn có thể xử lý tốt. Đối bao đã bắt buộc phải dùng một cái bình thuốc tái sử dụng đầu tiên. Với cái tân lính như thế này mà chết là rất là nặng đấy anh em nhé Mất TP đó Không nên chết những tên như thế này Nên chết ở cái thời điểm khác đi Ôi một pha cuộn quy khá là hay của đội bao để có thể dọn lính và level 3 đã có Khiêu khích có Nhưng mà Yone E2 về được Một pha chơi hit rất lời dành cho đội bao Và phía bên kia Yone hướng tới một cái lưỡi hái ạ Yone cũng hướng tới lưỡi hái để farm rất chill rồi Level 3 có nhẹ một tình huống lách Q3 sau đó thì E đánh tay liên tục Yone mất máu là khá nhiều Máy dọn lính xử lý xe to và solo kill đường trên đối phương Ồ, oh, tưởng là con Ramus này nó fit to win nhưng mà nó không fit tí nào. Solo kill luôn ạ. Rồi để đề cho, đề cho con Ramus này đề đề nó, đề nó, đề nó đề có đề lợi thế. Tôi nghĩ là con Yone này đề chặt đề gãy kiếm đề đề đây anh ừ. em ạ. Oh, chặt vào, đề vào đề con Ramus ngần đó, đó giáp thì chắc chắn là solo luôn không? Bật W solo luôn. Còn cái E, E, Yone tạo giáp W kịp. Đối phương tỉnh khiêu khích khá là nhanh và sau đó thì đỡ bao sắp đi rồi. Cút, cút rồi. <cười> <Ê>! <cười> 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 Ôi, về TP anh em ơi, có kéo tràng gai, có thêm một cái hồng ngọc với điểm cộng từ việc solo kill đối phương, sau đó TP trở lại khu đường trên. Yone mất máu rất là nhiều rồi nha, Yone mất TP mất máu như thế này thì đi đường kiểu gì nữa đây không? ít nhất đối phương cũng đã có được một mạng gỡ gạc. Để có ra mất này nó có lợi thế, sau đó thì nó đóng toàn là giáp thì Yone không biết là chặt bao giờ mới vào đam. Yone cố gắng lao lên để có thể xử lý một vài con lính. The Bow thì đã bị uh, mất đi tình huống khiêu khích rồi Mà nếu như không băng trụ được thì thôi Anh em ta farm chiêu chiêu xong rồi Proxy tân ở phía sau trụ thôi các bạn Cánh dưới đánh cũng là tương đối hay rồi Khiêu khích thành công nhưng mà Talia có mặt Và con này là con sát thương phép anh em ơi Lách quăng địa chấn rất là tốt Còn Quy đến từ The Bow Quy quy lách 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 Rangar đang ở khá gần Và có thêm cả Brick Rank nữa Ô, Đông giữa nên lao lên với tiếng Quy ba của mình đối Bao đơn giản là bật W chứ không dùng E vì đối phương có thể dùng E để counter rất là dễ và party trên top đấy à? Uhm, Thresh quyết định kêu gọi một tiếng băng trụ khu đường dưới đến từ Ven và Varus đang là nạn nhân với tình huống Bigrang di chuyển lấy cánh trên một pha kêu gọi băng trụ không biết là có thành công hay không nó đã thành công với tình huống một đổi một yone mất e yone đang cố gắng xử lý lính vì cái lính nó quá khó đi yone bị khiêu khích yone chém tay vào cái w và sau đó tốc biến chạy đến từ vị trí của ron yone xử lý xong tân lính là tới mày xong cái tân lính là tới mày yone à yone tích lốc quý ba chạy ha chạy đi bạn Thôi à, chạy đi chạy đi chạy đi ok cho bạn uh, chạy trong tình huống này nó no, cái tân lính là tính sao? băng trụ được hay không đang có những dấu ping là dừng đối phương có thể lên Đối phương có thể có giáp W nữa anh em nhé Talia có mặt rồi Quy chạy thôi Ây da đầu ra TF đến nữa đây Cam ác thật sự thêm cả con Micran lên xong rồi thêm cả TF lên ạ à. Mà TF không dùng định mệnh lên đi bộ lên luôn Gọi là dùng tất cả những gì mình có Để cứu một con Yone đang có dấu hiệu bị thua The đã nằm xuống lần thứ ba rồi TF level 5 đã đi bộ lên top ganh một quả Trong khi đó thì uh, quyết định đến từ Thresh cũng là Raming chung với Big Rank chứ không còn ở lại khu đứng dưới nữa Ganh con Ramut này thì được một cái là con Yone nó sẽ ít nhất là không bị out game anh em ạ Chứ thực ra để mà nói là phế con Ramut này khó lắm Về cuối game nó vẫn tanh rất là trâu và vẫn có thể đóng góp cho 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 cái lối chơi bên phía của team hai rất là tốt nha mid đi rồi tf đã bị ganh chết trong tình huống này nhiều này level 6 nhìn một con ra mất. lúc này là một nghìn máu cùng với w lên là tầm gần 400 giáp chém vào chỉ thấy đau tay thôi chứ không thấy có tí sát thương nào tàn phá hủy diệt ăn khiên trụ hay là vòng ra phía sau proxy đây cái áo chàng gai này khiến cho việc ăn khiên trụ cũng trở nên khó khăn hơn một chút nếu mà Yone tinh ý chém tay một đòn là trụ sẽ chuyển sang đấm ramus này rồi nhiều này đang quán xử lý lính Một khiên trụ cho The Bow À đúng rồi nó có một cái quy luật Cái định luật bao Nó có tên tiếng Anh là Boson Law đó là một khiên trụ là một mạng À nhầm hai khiên trụ là một mạng Không phải không phải nếu nhầm là một khiên trụ một mạng Và đây là tình huống bị ganh dính đoạt mệnh và chắc là đi rồi Ít nhất là proxy xong cái tên này rồi đây, Tình huống thôi thì chấp nhận chết ha Farm hết lính rồi đó Một pha proxy farm lính bán mạng Thường thấy của The Bow Lúc này chết bốn mạng thì tiền đã bắt đầu ít đi rồi đó. Cái Boson Law nó là cái Uh, mà The Ball hay nói là cứ một khiên trụ là một mạng còn một trụ là hai mạng anh em nhé <laughs> lúc này KD đang là một bốn nhưng mà có được một khiên trụ thì tính là con Ramus hai bốn ha đủ tiền cái giáp ga luôn này anh em proxy xong cái tên vừa rồi là đủ tiền giáp ga luôn ạ phía bên kia thì Yone có giày cùng nộ có một mạng nhưng mà chưa chạm được vào trụ của đội bao quá nhiều Ít nhất là Yone vẫn không bị out farm và cũng không bị chết nhiều nữa Chưa bị out game Mà con Ramos này thì nó vẫn farm được, nó vẫn có được một mã hạ gục Và nó sẽ proxy liên tục với 4 điểm W cùng với giáp gai tại thời điểm này Với cái lối chơi này thì mình đã phân tích rất là kỹ rồi Bạn bắt buộc phải proxy để có lựa sát thương W vào những đợt lính Còn nếu như bạn không proxy, bạn không chặn lính thì W của bạn gần như không có đam dùng quy thì cũng đẩy đường ở mức độ khá yếu e thì ừ. gần như không có đam lên lính rồi không có đam lên lính luôn đây là tình huống khiên trụ bật w đi ra cho nó đỡ đam trụ ha yone nhấp nhả và không cho được bao khiêu khích cho tình huống này hết w rồi mất nhẹ một tí máu không vấn đề gì nha và này thì được bao lách cái q 3 của yone khá là tốt đường dưới tiếp tục có mạng khiêu khích thành công giáp gai bắt đầu phản đam chung với w và dư chấn nổ lấy đi nửa cây máu đường trên đối phương xương xương sau đó là một cú quy ra phía sau trụ để thực hiện một tình proxy nhưng đối phương cản rất là tốt bằng q 3 rồi một khiên trụ nữa dành cho đội bao đây khiêu khích solo kill luôn chứ gì nữa à, chứ cuối còn đến từ đội <laughs> bao trồn trồn mười máu khiên trụ không ăn được ạ à. đen thế nhờ Không nhờ canh dưới ván này đánh hay quá nên là The Ball có vẻ đánh hơi thoáng tay thì phải Đường dưới Varus nằm xuống Rengar một máu và TF lao lên với tiếng quang quy trượt Bài đỏ tốt đến từ TF Threat chắc là cũng đi chung rồi Đúng rồi anh em Fit khó, khó khó game tí cho game căng nào Có The bao đường trên mà cánh dưới đánh hay quá Nhiều khi game lại một chiều Nhiều này có một tiếng solo kill Khi mà The bao đã phạm phải sai lầm là solo không lại đối phương trong trụ Sát thương không đủ cũng có một cái bất lợi Yone là cái con Yone nó đánh tay khá là nhiều Tốc độ đánh của nó rất là cao Đánh tay tốc độ đánh cao thì Trong lúc con ramus này nó khiêu khích thì sẽ bị phản sát thương khá là nhiều Chứ kể là giày đối phương lên cũng không phải là giày thủy ngân được nữa Nó bắt buộc phải lên giày cùng độ ấy nên là với cái kèo dễ này thì bao đang có vẻ là xử lý hơi ngông Hôm trước đánh cái kèo cực kỳ khó với Olaf Olaf nó cao tờ nó là nhiều quá Nhưng mà ván này gặp kèo dễ ha đây một tên lính có xe to các bạn thấy là nó chặn lính nó pha một phát là đi hết nguyên tân à? Sau đó thì sẽ có thêm một khiên trụ cho Devolve Rồi một mạng nữa ha Sau đó thì khiêu khích cấu rỉa nhẹ đối phương dưới trụ Lấy khoảng 1 phần 3 cây máu đối phương sau đó đi ra Hít đánh từ trụ nó tầm hơn 100 máu mà thôi Tiếp tục proxy tiếp Phần này proxy thì có Renga và Oriana đứng kế bên rồi Chỉ sợ là TF nó rờ lên thôi Quyết định đến từ Yone cũng là một tình huống di chuyển proxy Oriana oh, không có lệnh sống ngâm cho pha này nhưng mà Rengar quá khỏe và talia đi rồi con ram mất này không đứng trên mặc dù nó có tới chống chịu nhưng mà lượng đao nó rất là ảo anh em nhé uh, nó có thể có xu hướng gánh sát thương rất là nhiều luôn ờ uh, nếu mà anh em có từng xem thì sẽ biết thôi đây là pha r rất hay đến từ đội bao cản được cú r đến từ yone yone flat chạy rồi nếu không tin thì các bạn cứ xem lượng sát thương cuối game là biết là ai gánh team à ai là người gây đam nhiều nhất à Bật W chặn lính và đó là một pha thread kéo án tử khá là hay nhưng có cái lồng đèn không bạn? Có cái lồng đèn không bạn? Yone chặt rất đau và thread sắp đi rồi Thread đi nhưng mà con Yone này cũng có lẽ sẽ phải trả mạng trang Không, Talia có mặt và đội bóng không có W kịp trong pha vừa rồi quăng địa chấn vẫn trúng cho thiếu này Sẽ là một khiên trụ trước khi lên bảng đến từ bao với 125 tiền Một sáu cây đây, một cây đây rất tệ đến từ đầu như thường thấy mà thôi Nhưng có được cho mình đó là ba khiên trụ ở khu vực đường trên đội hình của team đội là một đội hình cũng rất mạnh về dọn nửa sau văn đấu với Oriana và Vên có thêm một con ra mất tanh tuyến đầu và nó rất nhiều cc nữa nên là đầu trận mà không bị mất quá nhiều lợi thế đã là một khởi đầu ổn rồi anh em ơi còn kê đây của đội bao thì nó vẫn luôn là vấn đề muôn thủa Hôm trước mình thấy có bạn comment bảo là cái lối chơi của bao thì nó làm chậm cái tốc độ game đấu đi rất là nhiều. Có những game thường thì rất ít khi thấy game nào mà bao end game 15 phút đó anh em. 15 GG ấy. Bởi vì lối chơi này thì lối chơi mà nó kể cả cánh dưới bạn có khỏe mà cánh trên có fit to win như vậy thì nó cũng hơi khó để đánh 15 GG đối phương kiểu gì cũng sẽ có một cái gì nó khỏe khỏe ở khu nào đó. Đây là tình huống di chuyển lên khu đứng trên hỗ trợ cho Ariana nhưng mà Ariana không có R. Yone có TF cover bằng cú bài vàng nhưng mà đó là pha trục cuối rất hay từ The Ball hóa giải thành công hiệu không chê đến từ bài vàng và sau đó Renga lên với một tình huống quang bola ăn mạng của Yone. Đây là tình huống đổi đường tạm thời thôi. Sau khi có mạng của Yone sẽ đổi đường được trở lại đến từ Orianna cùng với Ramos và Davao. Đối đối phương có một nguồn sát thương phép đến từ Twitter Fate nhưng mà rõ ràng TF không phải là một sát thương theo thời gian quá tốt. Nên những gì mà The bao cần làm là đóng hoàn toàn về giáp trong khoảng thời gian ban đầu Sau đó thì hướng tới giải pháp sư để gia tăng thêm sát thương phản Đối với sát thương của Ramos đa phần là sát thương phép anh em ạ Đánh nhau to ở khu cánh dưới nhưng đội bóng không TP nên là pha này chỉ là ăn khiến đứng trụ đứng trên mà thôi Rampe dành cho Oriana rồi Đó một đội hình mà có Rengar, có Oriana, có Vayne nhưng mà Tôi cũng không quá bất ngờ nếu mà con Ramus này là người có được sát thương nhiều nhất rồi hết game Khi mà game đấu kết thúc bật dam lên là biết rồi à. Tất nhiên là cùng với cái lượng sát thương gây ra thì nó sẽ phải trả giá bằng việc là nó Phí rất là nhiều mạng đúng là lối chơi này của đội bao khiến cho nó bị chậm tốc độ game đấu đi trong một vài game đấu có thể 15 nếu bạn đánh bình thường khu đứng trên nhưng mà đây là lối chơi của người ta thôi anh em mỗi người có mỗi lối chơi bạn không thể nào trách là tại sao mày pick con ven vào đây làm gì đánh con ven nó quá yếu đầu trận pick farm late thì pick làm gì à, mỗi người mỗi lối chơi anh em nhé mỗi lối chơi nó đều có cái điểm mạnh và điểm yếu riêng điểm mạnh của đội bao là sẽ có được cái tỷ lệ win rất là cao nếu mà kéo dài được ván đấu Còn đội hình mà đánh sớm Winland Win Game thì tất nhiên là có những ván đấu 15GG nhưng mà đánh lỗi early cái gì đó là cúc à. Vên kêu là đánh xoay quanh, cứ tiếp tục đánh xoay quanh con Renga đi. Còn đội bao thì tầm này đi proxy quá chiều trụ ba đối phương rồi. Đối phương có thể kéo lên bất cứ lúc nào nhưng mà cần thì mình chưa cuối mình chạy. Hoặc là chết cũng được. Tầm này đã fit tới 16 rồi. Solo TF luôn không nhỉ, không có W anh em ạ. Sau đó thì tốc hành đi đâu đây? Đấy, một pha tốc hành hơi trôn rồi không có giáp à nhà không có kháng phép chỉ có giáp thôi nên là con tf nó cũng có rất nhiều sát thương đặc biệt là tf đã có cho mình 632 ba kda nhưng mà 14 phút bạn thấy là giày hai cùng với hai trang bị chân phái cho nó có đồ thần thoại thì vẫn là một lượng trang bị theo thời gian rất là tốt của đội và mặc dù chết tổng cộng là 7 mạng nhưng bạn thấy là cái việc proxy nó mang lại một chỉ số farm theo thời gian rất là tốt ở tập này đang là 138, một gần như là 140 cs sau 15 phút rồi thì vẫn đảm bảo được chỉ số farm theo thời gian vẫn đảm bảo được trang bị mà những trang bị chống chịu thì nó rất là rẻ. Mà tầm con Ramus này nó năm đồ là có Yone chặt là hơi hơi phiền đấy nhá. Yone chặt là rất mất thời gian và có thể bị phản đam chết bất cứ lúc nào. Đừng giữa PK rất căng đến từ cả hai team và đó là tình huống bot cả hai cùng lên bà. Bên kia cũng có thêm Talia nhưng mà Talia bán này không quá xanh. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn có thể sẽ phải hướng tới kháng phép anh em nhé Ở dặn nửa sau thì nên có kháng phép để ra vào giao tranh cho nó dễ Renga đang bị đánh úp bởi một con Yone và thậm chí là bị Yone solo kill ạ Ồ, tính Yone ván này cũng không yếu nha Nó chỉ yếu khi đối đầu cùng với con Ramus này thôi Nhưng đánh ở phần còn lại vẫn được nha Đánh tới đánh lưu là thành 19 đều rồi này Ồ, oh, ô, game vui nha, game vui nha Game không quá dễ anh em ơi Đó, lỡ mà có đồng đội đánh early hay nhưng mà quăng game giữa trận như này thì The bao đường trên sẽ là người hâu lại Thực ra thì tất nhiên là cũng có những cái Lý do khiến đồng đội quang game là một con Yone nó đi đường cũng có khá là nhiều lợi thế trước The bao phía bên kia Vì việc nó có mạng hay là nó không bị áp lực đi đường thì nó cũng khá là khỏe với việc bao farm Yone Q3 quay ngược trở lại ạ một pha Q tông thẳng vào hay như thế nào đây quy đối phương đã tới r thẳng vào khiêu khích đối phương sẽ bị lên bảng đếm số và đờ bao điện là có về đấy không tf có quá nhiều sát thương phép tại thời điểm này với kiếm tay gương đồ hai ok chưa nhiều đây khỏe không khỏe Solo kill không? -Renga. Solo Rengar Đánh lại được vào không? Trong pha vừa rồi thì Yone đã hết R rồi Nó cũng chỉ còn lại tầm nửa cây máu về lại đừng trên để đón lính thôi Thì đánh một hồi là bị con Ramus để nó solo kill Nhưng mà mạng vừa rồi là mạng reset tiền rồi anh em nhé Thế là thời điểm này là thời điểm mà mình đã nổ hũ rồi Thì có thể sẽ hạn chế lại đôi chút cái việc fit mà thực ra bây giờ muốn nằm xuống thì đối phương cũng sẽ phải đầu tư rất là nhiều thời gian và tài nguyên nha. Tiếp tục dịch chuyển lên khu đường trên farm tiếp với con sứ giả sắp xuất hiện. Không biết là Oriana có dịch chuyển để cạnh tranh con sứ giả này chung với The Boy hay không? Nhưng mà cứ dịch chuyển đón lính ấy đã. đây cũng là một game mà cánh dưới không đến mức quá fit nha đã có những giao án mình làm về con Rammus của đầu mà cái cánh dưới nó fit Yoke điên luôn vẫn gánh được so nice. nhưng mà đến giữa game là phải dùng tp để đi ganh đi hỗ trợ đồng đội chứ không phải là những tình huống tp đi farm như thế này vì ván này đồng đội đánh hay nên là tp đi farm rất là chill và vẫn có cho mình cái lượng chỉ số farm theo thời gian rất là tốt và trụ hai đường trên cũng sẽ có dành cho đầu luôn đó trụ này là hai mạng nữa anh em nhé My viewers are so friendly today. This is nice. Hey, hey guys, <laughs> <laughs> Đó vào đang nói hôm nay kênh chat nó cũng phải hơi lạ Kênh chat này thân thiện vãi Ui đồng đội nằm xuống hết rồi Legendary TF rồi Game lại bắt đầu khó khó rồi đấy anh em Hay Đồng đội đang có dấu hiệu hơi qua game một chút Vì đồng vào nãy giờ cũng không hỗ trợ đồng đội nhiều Thế nên là lại có cơ hội để tỏa sáng Lại có cơ hội để gánh tim Sẽ là tình huống di chuyển ra khu đứng giữa đến từ The bao với cấp độ 13 mắc cho mình đó là Ủa cái tốc độ nó như thế nào đấy tf bị shutdown đau không tf bị shutdown đau hay không tf không bị shutdown đau big Crank đã kéo một cú rất là hay để cover nếu mà tf bị shutdown đau là nghìn tiền đấy mật w vẫn còn w và sau đó đi bộ lên e được hay không e kịp Varus đang bắn liên tục vào con ramus này và bị thiêu đốt bởi Thresh và sau đó sẽ nằm xuống với mạng dành cho Thresh chứ không phải là vào tiếc thế nhờ ăn được cái mạng shutdown đau tf là tiền không đấy anh em ạ đối phương ăn được cực kỳ nhiều mạng và đối phương đang có treo thưởng một nghìn tiền ui tiếc thế Thôi được rồi, hẹn TF pha sau nhá <laughs> Một pha R Một pha R với cái tốc độ ánh sáng ra thẳng khu đường giữa nơi mà đối phương vừa ăn được tương đối nhiều máu trụ hai Đang có ý định rút lui Hơi tiếc là chỉ có được mạng của Varus dành cho Thresh chứ không có thêm mạng hạ gục dành cho Devolve Nhưng mà đồng đội đã bắt lẻ được một con Talia ở khu vực cánh trên trong tình huống vừa rồi Và Yone Yone chặt con Orianna này rất đau Yone có cực kỳ nhiều sát thương nhưng đây là Orianna mà thôi Chặt thử vào con ramus đã có ba đồ lớn như thế nào đây Yone này cấp độ 14 nhà Mặc dù là một kèo khó nhưng mà Yone được đồng đội hỗ trợ rất là nhiều và Đã được coi là comeback ván đấu rồi Renga cũng đã bị TF bắt lẻ ở đâu đó Team bắt đầu có dây hơi phít phít một chút Để hôm nào mình căn lúc The Ball livestream Xong mình vào mình donate Cảm ơn The Ball với những giao án rất là chất lượng Những giao án rất là giải trí đây là tình huống solo dừng đối phương được hay không tf kích hoạt định mệnh lên tf đáp xuống với cái bài vàng talia nó vẫn có thể rút lui về được Đội vẫn còn thú tượng và sau đó thì tf đang rút bài ra tiếp một pha r để né bài vàng sau đó thì đối phương kéo rất đông thành viên lên khu cánh trên uh, hạt thông nổ lần một cuộn quy chạy đối phương cắm mắt sang dính hey. kéo ý, bật thú tượng lên và sau đó thì bật W lên nhưng đối phương không đánh tay trong khoảng thời gian này thì cũng không có đam đến từ <laughs> ramus của đội bao <cười> 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 một quả nằm xuống mà có thể mất Baron không nhỉ? Không, với vị trí hiện tại của Varus cùng với Yone thì sẽ không mất Baron. 292 cây đây ạ. Một cây đây mà nhìn nó cũng hơi chôn tim một chút. Nhưng mà ít nhất là ván này cánh dưới ven vẫn nó ổn nha anh em nhé. Ven có chính xác, không tệ tí nào. Đối phương vừa rồi giết được con ramus này nhưng cũng mất khá là nhiều thời gian và mất thêm cái tốc biến của Big Rank nữa. Đối phương có định ép Baron à Dịch chuyển chưa có nên đội bao phải đi bộ ra mà thôi Nhưng mà tốc độ di chuyển từ uh, Tiếng cuộn quy nó cũng đủ nhiều để Đội bao có thể di chuyển ra Nhưng mà đồng đội đứng dưới thì Yone vừa có một tiếng solo kill Oriana Trụ hai này cũng hơi khó giữ rồi Nhưng mà đối phương tạm thời đang chưa ăn Baron Và đội bao sẽ có di chuyển trở lại solo không bạn Yone hai level hơn cũng rất là xanh nữa Đối phương E rất là hay để thoát khỏi tiếng quy nhưng mà khiêu khích chúng thì Yone vẫn mất máu cực nhiều đối phương tích lúc Q3 bỏ chạy mình R theo hay không? R theo đấm luôn. Chưa hồi lại kỹ năng E nhưng hồi E lại là đối phương sẽ chết. Ê, đối phương flash chạy câu giờ rất là hay và sau đó đi Q3 chạy, Q chạy đi đâu? <laughs> chạy đâu? chạy đâu? Chạy đâu? R cứu à? Cứu hộ. Một lượng sát thương quá lớn đến từ The vào và TF quyết định dùng chiêu cuối để bắt lẻ V ở khu đứng giữa chứ không phải là cứu Yone cho tiểu huống này. Cũng xanh đó, cũng khỏe đó. Solo lại ra mất này hay không? Không. Bitcoin kéo trượt TF rút bài vàng Ây, à, Đau nha đau nha đau nha Có TF này khỏe nha Oriana đang tới rồi Khiêu khích thành công Varus nó bắt đầu gãi Gãi liên tục Varus tụt máu không phanh Varus yếu lắm rồi Dư chấn nổ và đó là mạng dành cho nó vào Sau đó tiếp tục cuộn quy lao lên Bitcoin có lẽ sẽ chết thuê cho TF mà thôi Đồ Và TF quăng bài vàng chạy đi bạn Mạng được à. nhường lại dành cho Oriana Ok chưa Khi cần thì đờ báo có Khi khó thì đến lượt đờ bao gánh tim Nếu mà các bạn đánh hay các bạn có thể tự win game Mà không cần đến con Robert này không vấn đề gì mình bú win cũng được nếu mà đồng đội gặp khó thì mình gánh thôi đồng đội fit quá thì mình tất nhiên cũng phải gánh Renka làm gì kêu ông đây baron đi chứ à có, người có người có có nhiều có r đến từ đầu này có lên hỗ trợ đồng đội hay không đây có phải là mất máu hơi nhiều r thẳng vào con tf khiêu khích thành công tf bật luôn cho mình thú tượng lên tf một nghìn tiền dành cho đầu nổ hũ rồi anh em ơi nổ hũ liên tục anh em ơi dính cái con địa chấn và không áp, áp sát được án tử hay ew mày đi Orion không ăn mạng kìa ông yeah, Orion đứng từ xa để phá mắt và nhường mạng cho đội bao vì lúc đó thì chắc là cũng đang hơi yếu máu hơi rén nổ hũ chưa định luật bao nó vẫn uh, hoạt động hiệu quả ở trong ván này anh em nhé như là pha mất máu hơi nhiều big Grand vừa kéo trượt Varus cũng không dám di chuyển vào bắn con Ramus đang yếu máu như thế này và các bạn thấy là con Varus khu đứng giữa vừa rồi nó bắn đúng không ạ? Nó là một con tướng tốc độ đánh cao, đánh tay nhiều. Gặp Ramus. Ác mộng thật sự. Búa tiến công à, tập này mua búa tiến công nhỉ? Búa tiến công đi đẩy lẻ thu hút sự chú ý đối phương cũng được. Nếu mà đi chung team fight thì mình nghĩ là vẫn team fight được thôi nhưng mà quyết định của Rebel là mua một cái búa tiến công để đi đẩy lẻ. Đó nên các bạn tưởng tượng ván này mà Bao đánh những con như ở khu đường trên theo kiểu là những con tướng bình thường đi được bình thường không quá fit là cánh giới nhiều khi xanh là có thể end game rất là sớm rồi nhờ biết đâu nếu mà đồng đội throw game thì sao đấy mình không gánh được mình không 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 quyết định được ván đấu ấy vô mất cho mình đó là nửa cây máu mà trong khi đó được vào chưa mất quá nhiều có hẳn là tanh hay không đâu không? rồi lại tiếp tục roll lên nhưng bị dính bài vàng r thẳng vào đấm tf cắm mắt e thành công và tf bắt đầu tụt máu không phanh mid range kéo tốt nhưng mà cover không kịp vì tf đã chết rồi thú tượng thạch giáp còn dính đoạt mệnh w vẫn còn hiệu lực và yêu nên nó không dám chặt vào con ramus này cuộn q sau đó thì bị làm chậm húc q chúng và sau đó thì lách 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 e được hay không không e được rồi nhưng nhìn đi một mạng hạ gục trong tình huống một gần như là đánh ba đánh bốn khu cánh trên đánh bốn đấy các bạn một đánh bốn có được một mạ gục của người rất xanh đối phương là Twitter Fate và sau đó thì đồng đội canh giữa tha hồ đẩy tha hồ ăn rồng gần như là không có áp lực gì luôn lỡ mà đồng đội giữa game fit đi ha thì mình lại hâu game lại mình lại gánh lại không vấn đề gì nó như là một cái bảo hiểm về lết game ấy các bạn tất nhiên là đầu trận thì có dấu hiệu hơi nuôi quái vật một tí nhưng mà mình uh, nuôi quái vật thì mình gánh lại dặn mid game nếu mà đồng đội cảm thấy khó chơi với yone quá thì để tôi Yone vừa có được tiếng đẩy khu đứng trên và gỡ được một cái trụ 2 sau tình huống nằm xuống của The Ball. The Ball lúc này cấp độ 16 đếm số là hơi lâu đấy nha. Nhưng mà đồng đội vừa có thêm một con rồng lửa và Ven ít nhất là đang ba trang bị lớn, ba à, trang bị lớn cùng với khăn anh em nhé. Một con Ven cũng rất khỏe, giàu, mà không giàu bằng The Ball. <laughs> con Rammus này nó phun đồ rồi các bạn ơi Con về tầm này 28 phút 3 đồ 25 phút ấy nhầm 3 đồ là xanh rồi đó Nhưng mà con Rammus này full đồ rồi anh em Full đồ Có TP Đồng đội đang đánh nhau rất to khu đường giữa Nhưng mà có vẻ là không có Oriana Nên là quyết định đổi bao cũng không ra luôn Đồng đội PK xong thì không ai chết à, Không có Yone chết Nhưng mà Trash có vẻ hơi khó về rồi Sẽ là proxy lính phía sau trụ để ăn trụ hai đường dưới gỡ lại một tiếng nằm xuống đến từ Threat mà thôi một đổi một nhưng mà lờ được cái trụ hai rồi cho đội và nãy giờ thì đội đang đẩy rất là tốt những cái trụ cánh anh em nhé vẫn có sát thương lên trụ với tàn phá hủy diệt và bố tiến công và con xe to này nó rất là trâu nên là cái trụ ba này nếu mà đối phương không về phòng ngự kịp là cũng mất đấy nha mạng sát dành cho Varus và người nằm xuống đó là vị trí của Ariana nhưng mà Varus cũng đã đổi mạng với cả Renga nữa TF xuống cố gắng dọn lính nhưng không thể giữ trụ nổi Yone cũng đang xuống những hai người này ba người này ba carry của đối phương đây chính xác là ba carry đối phương thiếu con Varus nữa mà thôi quang địa chấn bài vàng q 3 Yone r thẳng vào và tf chạy được hay không dính đoạt bệnh rồi ơ sao không e nhở sau giờ không có w nên quyết định không e con tf và bye bye một mình đánh bốn vẫn có thể về được sau đó thì ở lại thêm một nhịp nữa cản bấm b về có Thalia tạo khoảng trống cho Vên khu cánh trên Nhờ Ven cũng chỉ để đến trụ ba sau đó rút lui mà thôi tf có thể tốc biến lên hay không có muốn tốc biến lên hay không đây đầu tư một cái tốc biến với TF tại thời điểm này để bắt một con ramus không chắc có giết được nó hay không. Nhưng mà mất tốc biến sẽ TF um, khó chơi pha sau rồi. rồi vào để tiếp tục ở lại khu đường dưới dọn thêm một tên nữa. Hơn 2000 tiền và để xem có muốn bán giày không. Với cái tân lính này có xe to cùng với tình huống về nhà bán giày thì uh, nó sẽ mang lại một lượng tiền tầm 3k để mua đồ cuối anh em nhé. Con xe to này không ăn được rồi. Ê, thằng TF này Thôi được rồi để về xem xem là mua cái gì đồ cuối nào Nếu không đủ tiền mua đồ lớn Thì mua dược phẩm thôi Có dịch chuyển nha Yone đường trên đang bị quay bắt bởi 3-4 thành viên đối phương Và quyết định là mua một cái dược phẩm đến từ đợt vào Yone đã nằm xuống Và đó là một tiếng nằm xuống Ở một vị trí cũng không phải là quá sâu đến từ Yone Nó sẽ chưa phải là tiếng nằm xuống để mất Mega TF vừa kích một cú chú cuối lấy tầm nhìn nhưng mà không biết đối phương đáp đi đâu rồi đối phương đáp vào ven nhưng mà ven ít nhất là có khăn Ven có cả lồng đèn của Thread và rút lui về được. Còn The Ball thì tiếp tục đẩy cao khu đường dưới với dịch chuyển sẵn sàng. Có muốn dịch chuyển đánh nhau hay không mà thôi. Đồng đó đánh nhau rất to và quyết định của đã đi farm chiêu chiêu rồi. Anh em đánh nhau đi nếu mà thua thì tôi gánh còn nếu mà thắng thì tôi bú. Tôi bú win. Đồng đội ra tranh thắng kìa. GG. cứ, cứ tiếp tục đẩy thôi Talia nhấn GG rồi kìa Talia kêu GG rồi kìa Nếu pha vừa rồi mà đồng đội giao tranh thua á, Thì mình vẫn có Mega anh em nhé Còn đồng đội giao tranh thắng Thì mình cũng có Mega với cả lợi thế cho đồng đội Ở khu vực còn lại thôi R thẳng vào giữa hai trụ đối phương đấm một lúc hai trụ luôn mà chơi này hơi lớn rồi một trụ bảo vệ nhà chính đối phương dành cho đội bao Yone không dám chặt vào con ramus này Yone chỉ có thể dọn lính mà thôi Nhìn quá là bất lực luôn Nhưng ramus này nó full đồ rồi anh em ạ Chặt nó cũng mất rất nhiều thời gian và Yone cũng bốn trang bị lớn Đoạt mệnh đến thì Yone tiếp cận nhưng mà đó là pha cuộn quy đến từ Ramos của The Ball Đơn giản là đi bộ về trước sự cay cú bất lực đến từ Yone phía bên kia Tích lốc quy ba các kiểu đến từ Yone, quy vào không Bật W lên dọn thêm một tơ lý có xe to nữa và cầm cho mình đó là khoảng chừng 2k6 Khiêu khích thành công Yone bắt đầu có rượu tụt máu không phanh rồi Yone mất cho mình khoảng chừng 60% máu với tiếng chém và con Ramos <laughs> <laughs> không, không không mua tim băng em nhé mua tim băng là tự hủy đấy yone cũng proxy rất chiêu ở đây về tp ra yone đang uh, chặn lính về nhà đóng thêm cho mình dược phẩm và không kịp mua dược phẩm nhưng mà có cho mình khi băng randin vòng ra phía sau ramus cùng với lại tf tf bị hút tf bị khiêu khích tf bắt đầu có rượu tụt máu không phanh rồi tf đi một shot one shot một carry đối phương với một con ramus tanh cờ thật khó tin varus var, gì đấy varus uh, varus ngọn đuốc thánh quang cũng đi mà thôi double kill cho Vên. Gigi. Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai đây? Bên kia đầu hàng, GG! Đó, <laughs> à, cái lối chơi này như mình đã nói đó, nó hơi nuôi quái vật một tí nhưng mà ít nhất là mình nuôi quái vật mình không bị phế Mình vẫn có được chỉ số pha, mình vẫn có được khiên trụ Mình vẫn có được trang bị, mình vẫn có được CC, mình vẫn có được khả năng chống chịu, mình vẫn có được khả năng one shot carry đối phương <laughs> Và đồng đội lỡ mà đồng đội uh, giữa trận mà đánh hổ báo quá hoặc là bị uh, bị sai lầm gì đó mà throw game thì mình vẫn có thể đảm bảo được cái sự an toàn về late game với một con tướng chống chịu có khả năng hoạt động độc lập rất là tốt ở cánh để lẻ đánh team fight thì rõ mạnh rồi mà cùng xem xem lượng sát thương cuối game anh em nhé đừng bất ngờ nếu được bao lít da 34 000 sát thương cho cái giáo án này mươi 29 phút 46, 29, 46 giây 34.000 sát thương, hên hơn 1.000 min và hơn hẳn so với các carry khác. Team toàn là Rengar, Orianna, Vayne nhưng mà cũng không thể bằng dam của Ramos này được. Vì nó bật W lên nó nhận rất là nhiều sát thương và sau đó thì nó còn là có tướng tanh nhưng mà nó vẫn phản được lượng sát thương rất là lớn từ W nữa anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều và ngày hôm nay thì uh, giao án của Bao đã khép lại và rất là hi vọng mọi người xem á uh, thì sẽ để lại cho Văn Tùng những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ channel YouTube của Văn Tùng. Nếu à, anh em xem thì có thể thêm, xem thêm những cái giao án của Đờ ở trên kênh livestream Trick nha, anh em nhé Đờ Bao livestream trên Trick. Ngoài ra thì Đờ Bao cũng có kênh YouTube gần 800 000 sub nữa. Thì uh, có gì thì mình sẽ uh, sang donate cho Đờ Bao để cảm ơn Đờ Bao về những cái giao án giúp cho anh em uh, Server Việt Nam có được những giây phút xem uh, rank giải trí Đây là một cái cách chơi game rất enjoy game nhưng mà Nó không hề trôn một tí nào Tất nhiên là sẽ có những ván thua thôi Làm gì có cái chuyện mà chơi như thế này mà thắng hoài được nó lại là lạ quá Sẽ có ván thắng ván thua thôi mà tỷ lệ thua nó không phải là 60% là được. Nó sẽ là tầm 50-50. Rồi hẹn gặp lại anh em ở những án khác anh em nha. Bye bye.